Rồi ạ, đọc xong dễ từ vựng. Xong cái này em he, mình cũng nói cái này rồi, bây giờ mình xuống đây cái này rồi luôn. Đây, typical day. Oh, Đọc xong cái đấy rồi. yeah, xong đó. À, đến đến lesson 3 rồi. Mình đọc cái này rồi luôn em nhỉ? Yeah. Yeah, yeah. Rồi, cho mình đi một chút xíu phân tích cái này em ha. Wash the dishes. Luôn luôn có S em ha. Rửa, rửa chén. Cái đó là hình rửa dĩa. Giặt đồ thì sẽ có chữ do. Đem rác ra ngoài sẽ có take out. Rồi, một vài cái câu. Hera ơi. What household chores do you like to do? I like clean the house. Yeah. Cleaning, Hera. I like cleaning the house. Cleaning the house. Yeah. À, cái Clean. cleaning. Mấy Hera, có phải em kể với chị là nếu mà cái đó là cái tiếng Việt là em sẽ hay bị nhầm LN. Còn tiếng Anh thì em có nhầm không? Không. Không đúng không? Rồi, Hera đọc với chị. I like cleaning the house. I like cleaning the house. Thank you. Ổn em ơi. How about doing the laundry? Cho chị một phút nha. Dạ. Sorry em, mẹ chị không có biết xài điện thoại á mẹ chị. Dạ rồi, mình đi tiếp ha Hera ha. Doing the laundry, hồi nãy bé Hera nói với Trình sao? I doing draw trees. Vừa nãy chị hỏi gì ạ? Do you, how about quá ra, có nghĩa là còn, giặt đồ thì sao? À, how about? Yes. Sao hay Don't rồi? really like Why don't you really like doing the laundry? Em lười lắm tại vì giặt xong còn phải phơi quần áo nữa. Đúng, có những cái đồ còn phải ủi nữa hay ra ha. Yeah. Đây là do you iron your clothes? I could. Iron, iron. Em có I ủi am. không? Dạ, do you iron your No. clothes? No, I don't. Chị cứ nhẽ là chị lừa. Ok. Cái chất liệu là chị không biết, hay ví dụ chị em mình có thể nói what type of clothes do you often wear to work, to school? What type of clothes do you wear? Thí dụ chị nói to work, to school. Em sẽ nói sao? I wear cotton clothes. Yeah, cotton. Cotton clothes. Cotton clothes. So it không, vì vậy mà nó không bị nhăn. Chị hiểu. Yeah. Em có thể nói à, nó không có cái wrinkle dạ trên nhà. Để chị coi cái này nó có là nếp nếp gấp không? Wrinkle cũng có nghĩa là nếp nhăn nhăn ở người. Đúng rồi, nếp nhăn ở mặt mình hoặc là nếp nhăn trên cái đồ của mình ha. Em nói em xài cái cotton cho nên sẽ không có nếp nhăn trên quần áo của em. So there is no. So there is no wrinkle in this Trên quần áo. on my clothes. On my clothes, yeah. Đôi lúc nó ra, cái thằng giới từ này nó sẽ đúng. Thí dụ mình nói là trên, đúng không? Em sẽ dùng là on. Một vài cái nó không đúng nè ra. Thí dụ mình nói đi, hình như chị mình học bài này rồi. Đi đi vào cái góc đường, em sẽ thấy cái quán cà phê bên tay phải. Em sẽ nói sao hay rồi? Vòng qua cái góc. Round Đúng rồi đó. Go round. go round the corner. You win. You see see quán cà phê. A coffee shop. Yeah, coffee yeah. shop. In Bên there. bên tay On phải. on the right. Yeah. On the right. Đây là cái mà chị học, chị thấy trời đất ơi cái gì mà lum la vậy. Bên phải của mình cái tự nhiên nó nói trên, on the right, on the left. Hoặc nếu em nói ngay góc em sẽ nói sao? On the chế độ chế hướng góc. Đúng 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 On ngay the góc này. corner, on the On the corner. corner. Yeah, đó. Bởi vậy đó em, lâu lâu cái giới từ nó sẽ không có giống cái tiếng Việt mình dịch ra. Dạ xong. Yeah.
Dạ rồi, mình đi tiếp em ha. How often ha. Bây giờ chị em mình đi cái thường á bé ra em sẽ dùng những cái chữ gì? Em có hay dùng mấy lần một tuần không? Yes. Dạ dạ, ví dụ Once a mình week. đi how Twice often a week. ha. Chị nói chứ how often do you hang out with friends? I hang out with friends twice a month. Cool, twice a month. Ổn áp em ơi. How often do you eat out or dine out? Three the month. Ba thì em phải là ba lần hay là three Three. times? Three times the month. Okay, ổn luôn. All Three right. times. Được em ha. How often do take out? Rồi, được rồi, được rồi. Ê, do you like taking out the garbage? Yes, Em I cũng thích like. luôn. Yes, Chị I hiểu. do. Bé ra thích sạch sẽ. Dọn dẹp sạch sẽ Yes. là em thích. Yeah, I got it. Okay, vậy em nói mỗi 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 6 tháng thì em sẽ nói sao Harry? Rồi. Six months. Cũng được, cũng được. Hay ra thông minh em có thể nói là lần một năm và em nói là mỗi 6 tháng như ra every 6 months. Okay, every 6 months, every yeah, every 6 months. Okay, mỗi 6 tháng. Chị thấy lâu lâu nó ghép vậy thôi, nó ghép vậy thôi, còn đa số cái kia nó bình thường lắm. Rồi mình ôn cái thằng SES, chị nhớ đâu đó là bữa mình có ôn rồi sao á, nghe lại lần nữa em ha. Read and listen. One. Takes. Takes. Visits. Physics. Eats. Two. Cleans. Clean. Does. Plays. Three. Washes. Washes. Practices. Exercises. Yeah, right. Now Mara, listen again. And thank you. Takes, visits, eats, cleans, yeah, does, blaze. Blaze. Watches. Yeah. Practice. Exercise. Say that. No, what you eat. Exercise. Practices. Practices. Exercises. Exercises. Đúng rồi. Em tưởng tượng là hồi đó lúc mà mình chưa biết cái quy tắc này, mình đọc nó sẽ hơi ngượng, tại nó kỳ quá. Còn bây giờ mình biết rồi. Em cứ thoải mái em cộng cho thêm một âm luôn nha ra. Ok. Yeah. Dạ rồi. Mình hết em ha. Who was? Question with who? Rồi, bé ra đọc giùm chị một câu này nha em. Ai rửa chén? Who washes the dishes in your family? We do. Hoặc là my mother does. Yeah. Em đọc giùm chị hai cái be careful nha. Để chị phóng bự bá lửa lên sau. Chị phóng nó bị nhỏ. Rồi, be careful. Hai in đậm em. Always. Always is third person singular verb when who is subject. Yep. Don't say who was the disease. Don't use do or does when who is the subject. Được rồi em, được rồi. Rồi, em đừng có đọc câu sai. Đọc câu sai mình sẽ bị lẫn lộn. Đừng đọc nó hẹp. Em đọc dùm Trinh cái câu này là ok, nãy đọc rồi. Rồi, yeah. Nói giải thích cho mình sao hay ra dạy giải thích dùm chị chữ in đậm này. Luôn luôn sử dụng ba người singular versus. Đây là để chị dịch cho em. Cái này là ngôi thứ ba nè hay ra, người thứ ba nè. Ngôi thứ ba. Ngôi thứ ba số ít nè hay ra hả? Cái này nó chuyên về ngữ pháp quá, em có thể bỏ qua. Hiểu thôi. Yeah. Rồi. Em sẽ luôn chia số ít ở cái động từ này. Tại lúc em hỏi á, em sẽ không biết là ít người hay nhiều người cùng làm. Em luôn luôn chia số ít và không cần trợ động từ do đơ ở đây. Không cần. Rồi. Em nói thẳng luôn, ai rửa chén? Một vài câu who nha Harry. Yeah, em nói. What's the dishes?
nói ai đi, ủa sao ta, ai thuê hả, không, ai trả lương cho bạn. Who pays tiền lương. Your cái gì nhỉ, lương là gì? Dạ dạ, cảm ơn mẹ. Salary and salary. Yeah, salary. Who pays your salary? Who right. pays your salary? Rồi, mình quay về cái câu bình thường. Who do? Em hỏi, bạn sống với ai ở Hàn Quốc? Who do you live in Đúng Korea? Với nữa em. Live with? With. In Korea. In Korea. Yeah. Ổn ha em ha. Xong. Vậy nếu em nói ai ở với bạn ở Hàn Quốc? Who stays with you? Đúng. Who lives? Đều được em ơi. Yeah. In Korea. Who lives with you in Korea? Yeah. Just lấy cái phát âm này cho Hera đọc để cái giọng em hay hơn. Em nghe với Trinh nha. Korea. 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 Nó sẽ là G đó Hera. G để nó xuống. Korea. Yeah. Korea. Yeah, Korea. Yeah. Thêm chữ N vô. Thì con nó đọc Korea. Sao? Korean. Korean. Yeah. Korean. Một cái ưu điểm của em mới ra đó là cái giọng của em sẽ rất là mềm, rất là dễ chỉnh và giọng đọc rất là hay. Korea. Rồi. Hết. Mình bên đây. Một cái bài dài. Chờ chị nha, để chị phóng bự lại. Rồi, Hera coi giùm chị cái yêu cầu của bài. Mời em đọc listen to the. Hera đọc chị cái yêu cầu của bài nha. Listen to the conversation. Listen to the conversation and question with who. Yeah. Check the cross each person does. Giỏi giỏi, ok. Vì Hera thấy mỗi người làm. Ở đây là một cái số ít nữa này Hera. Each person, tính số ít ha. Rồi bây giờ mình nghe. Mỗi người coi ai làm gì. Nghe lần một, chị sẽ đẩy đi hết cho em. Xong lần hai mình sẽ dừng. Listen to the conversations and the questions with who. Check the chores each person does. Conversation 1. So, who does the household chores in your family? We all do. My husband washes the dishes. My son does the laundry. My daughter makes dinner, and I clean the house. Conversation 2. Who does the chores in your family? Well, I wash the dishes, and my brother does the laundry. And what about your sister? Oh, she never does chores. Conversation 3. Who usually does the chores, you or your husband? Me. I do everything. Really? I get up. He doesn't. I make breakfast. I do the laundry. Really? And in the evening, I come home, I make dinner, and he watches TV. Conversation 4. Do you do household chores? Of course. Actually, we all do in my family. That's great. Who does what? Well, my wife usually makes dinner, and I wash the dishes. On weekends, I do the laundry, and she cleans the house. And our son washes the dishes on weekdays. Now listen again and check your work. Conversation 1. Trời ơi, chị quên mật mic mà chị cứ nói so, nói who bên does này. The household chores? Listen to me. Nghe. Rồi, lần 1, Hera nhớ hết được. Nói với cái tốc độ nó đi như vậy không Hera? Number 1. Nhớ được. Ok hả? Number 1 em chọn sao Hera? Câu 1 là she cái gì nhỉ? Lau nhà. She cleans the house đúng không em? She cleans the house. The house and her husband watch your dishes. Her son do the cloudy. Her daughter make a dinner. Rồi, hãy đọc với chị. Her son does the laundry. Her son does the laundry. À, phải chia. Her son. Phải chia em ha. Với lại chữ lawn sẽ là L-O đó hay rồi. Lawn. 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 Number two, lawn. Em kịp không? Có. Number two, he's
washes the dishes. Yeah. His brother does the laundry. Yeah. The laundry. Mm. His sister does no chores. Đúng rồi, that's nothing, that's no chore. Number three, she's do everything. Lẽ hả? Okay, tổng nghiệp. Number four, thì như cái anh làm thêm mấy việc nữa. Để chị qua cho em, nhưng mà nó nhanh quá, phải không rồi? Chị qua cái From home, I make dinner, and he watches TV. Okay, thấy thương. Số 4 em hả? Conversation 4. Do you do household chores? Of course. Actually, we all do in my family. That's great. Who does what? Well... Cái câu đó, Hera. Bạn mới nói gì, Hera? Who? Who as well? Actually, we all do in my family. That's great. Who does what? Rồi. Bạn nói who? Who does? Sao nó giật chữ vậy ta? Who does what? Ủa, vậy là ai làm gì? Một câu hỏi lại lùng hay ra hả? Lại lùng ghê. Dịch chưa được luôn. Okay, rồi, dịch được rồi. Who does what? Again, okay, mình đi tiếp. Well, my wife usually makes dinner. Yeah. Đúng rồi. My wife makes... His wife does dinner. And I wash the dishes. And he washes the dishes. Yeah. On weekends, I do the laundry. In the weekend, he does laundry. Yeah. And she cleans the house. Mm-hmm. And his wife cleans the house. Đừng có dịch em cleans the house. Cleans the house. Yeah. And our son washes the dishes on And his son watch this on weekend. Rồi, ổn em ơi. On weekdays. On weekday. Dạ rồi, hồi nãy chị nghe có cái này nè ra. Sao hay ra? Weekday. Đúng rồi, hồi nãy chị mình đi cái S này. Chị ôm cho em chút xíu ở đây. Mình sẽ lấy cái phát âm ES để mình nhìn nha. Cách phát âm, đây. Rồi, em đi với Trình. Thần chú đồ nữa mệt ghê. Rồi em nhìn ha. Cái số 1, cái Thúy Kiều bụng phệ nè em, cái này nè. Nè, bốn cái âm bật hơi. Yeah, bốn âm bật hơi. Thí dụ như em đang bật là vậy, talks. Thì em đẩy luôn chữ sờ ra nó sẽ dễ. Shops. Đẩy ra nó dễ. Ok. Còn cái thằng này nè, Hera em đọc là clean. Nó không cho em bật hơi, không có cái gì ở cái đuôi cái đít hết. Cho nên em đọc là gì. Nó hiền lắm. Cleans. Yeah. Cleans. Còn những thằng như mà wash thì mình phải biết rồi đó. Washes. Washes. Yeah. Ok. Cái này á ra, mình mà đứng lại để mình nhìn nó sẽ lâu lắm. Cho nên em cứ có thói quen thôi. Thằng này với thằng này từ từ mình xử nó. Còn cái thằng này á, em mà bắt đầu thấy nó bắt đầu nó có nặng đuôi S ở phần đuôi thì mình đọc là it washes dishes. Yeah. Đó là mình nói chung thôi. Còn mình đụng vô cái câu đó, cái nào mình sai thì mình nhớ, mình ghi chú lại. Dạ hết. Rồi mình đi tiếp em Hà. Xuân Đài. Describe how household chores go. Read and listen. So how often do you do the laundry? About twice a week. How about you? Me? I never do the laundry. Could I ask another question? Sure. Who cleans the house? Oh, that's my brother's job. Yeah, Hera, please, you first. So how often do you do the cloud, the laundry? Vẫn o nha, Hera, em thấy chữ A, U, phòng. Laundry. About twice a week, how about you? Me, I never do the laundry. Could I ask another question? Sure. Who cleaned the house? Oh, that's my brother's job. So, how often do you do the laundry? About twice a week. How about you? Me, I never do the laundry. Could I ask another question?
Sure. Who cleans the house? Oh, that's my brother's dog. Hết em hả? Có gì ở đây không Hera? Could I? Me? Who cleans? Who cleans? Có gì ở mà em? Thấy hơi nguy hiểm không? Ờ, cái do ấy, cái who do ấy, là ví dụ như là cái ngôi, em chưa hiểu về cái phần câu hỏi, đặt câu hỏi. Để chị. Who, ồ này ông hỏi gì ta? Who cleans the house? Rồi, em bị thắc mắc khúc nào Hera? Tại sao nó có S phải không Hera? Yeah. Yeah. Em nói vậy nè Hera, cái này đáng lẽ cái câu bình thường của em là who who do gì ta? Who do you go with? Là câu bình thường. Thì á, cái trách nhiệm của cái câu này nó nằm ở chữ do, rồi động từ. Nếu như you thì em sẽ dùng do. Nếu như he she thì em dùng does. Rồi. Yeah. Ê, ô ô chị bấm lộn cái gì rồi? Hera chờ chị nha. Chị mới tự cái khóa cái màn hình của chị. Rồi, nếu là he, she thì em sẽ để ở đây. Who does he go with? Thằng go không đụng gì đến hết. Nhưng mà tại vì trong câu này gọi là câu hỏi chủ ngữ. Cái máy của chị, cho chị một phút sao vậy ta? Đây, câu hỏi chủ ngữ nha em. Tại sao gọi là câu hỏi chủ ngữ? Khi em trả lời thì cái chủ ngữ em nói chú của tôi sẽ lau nhà. Em nói đi ra. My uncle yeah. Will clean my house. Clean rồi em thấy house. Nè, cái vị trí của nó sẽ là sọt một cái thẳng xuống ngay chữ who luôn. Cho nên who nó đứng vị trí chủ ngữ. Cho nên em không có cần phải trợ động từ gì hết, mà là em sẽ trả lời thẳng luôn, y chang vậy luôn, y chang luôn, khỏi đổi. Đây là câu hỏi chủ ngữ. Yeah. Tại sao phải như vậy Hera? Tại lúc em hỏi á, em không có biết là nhiều người hay một người. Nên động từ của em đều là như vậy hết. Cột 3. Ok, ví dụ nha. Em nói, ai giúp cho bạn làm bài tập về nhà hôm qua giờ? Who help you? Who help you do homework? Vậy nếu em đẩy hôm qua yesterday nha, em đổi chữ nào về quá khứ thôi rồi? Chữ have. Đúng rồi, em sẽ thêm sao? Have, ed. Dạ, hết. Đúng rồi Hera. Hết. Vậy thì cái chỗ này nó có nghĩa là nó sẽ chia trực tiếp trên động từ này, khỏi cần trợ động từ ở đây. Nếu cái người đó là kiểu em chia hiện tại thì em sẽ chia ngôi thứ ba số ít, còn quá khứ thì em cứ thêm ed vậy thôi. Hoặc là chia go đổi thành when, thí dụ vậy đó. Chia trực tiếp em hả? Còn cái câu who does he with là trả lời cho người khác à? Đây là who does he go with, đây không phải là câu hỏi chủ ngữ. Tại lúc em trả lời ra nó nằm ở từng ngữ. Đây là từng ngữ nha. Em nói anh ấy đi với bạn gái của anh ấy. He go with his girlfriend. Giỏi quá Hera, cảm ơn em. Rồi, cái vị trí của thằng who bị đổi nè Hera. Nó chuyển thành vị ngữ rồi. Cho nên á, bây giờ đứng chính của mình chính là he, không có lựa chọn khác. Và đã là he thì động từ nó đứng đây, trợ động từ đứng đây, vị trí bình thường. Ổn em ha? Yeah. Nói chung á là khi mà mình học tới câu hỏi chủ ngữ cái tự nhiên mình hơi bị lấn cấn thôi. Nếu mà tự nhiên cái mình bị cứng dữ lắm, bỏ qua nó thì mình làm được câu hỏi bình thường vậy. Vậy suy ra bây giờ em nói nha, em coi nó như là một cái lợi thế của em. Em hỏi nó rất lẹ. Em nói ai giúp bạn làm vậy? Who help you? Khỏi cần động từ gì hết ở đây. Ok. Còn nếu cái người đó, cái người mà chủ ngữ của động từ này nè, phải rất là phải trợ động từ đó, bắt đầu mình mệt. Ok. Rồi em ha. Rồi nhiều quá. Chị gửi cho bé ra trước. Ok. Dạ rồi. Mình đi tiếp em ha. Đây. Hồi nãy chị còn định nói với em cái gì nữa mà chị thật sự nhìn. Could I? Em có hay dùng could I hay là could you không ra? Dạ. Giúp chị một kiểu. Câu. Em, ví dụ em nói could you? Bạn có thể đưa cho tôi cái điện thoại được không? Could you give me the phone? Đúng. Could you give me my phone? Ổn áp hay ra? Rồi. Tôi có thể uống một chút nước được không? Could I drink a liter
Water. A little water, đúng không em? A little water. Chút nước thôi, xin miếng. Ok, hết em hả? Dạ rồi. Hình như hết sao á, twice a week. Ê, cho chị hỏi một chút xíu về sở hữu cách đi Hera. Em nắm chắc cách sử dụng thằng phải S không? Có. Có hè, có hè. Chị mình đi vài câu nha rạp. Em nói, những cái đồ chơi đó là của em trai tôi. Em sẽ nói sao? Those toys as my brothers. Kèm phải S cái, kèm hết luôn. It's my brothers. Yeah. Ổn hè, ổn hè. Em nói nha. Chúc các bạn. Cái từ sao tự nhiên có S ở đấy à? Là quả. Em tưởng là hiểu rồi. bị lát đúng không hay ra? Vậy nếu như em có thêm chữ thôi thì em để đây thôi. Ổn hè. Dạ. Rồi, bây giờ mình chơi một cái là sở hữu của số nhiều. Em nói xe hơi của cha mẹ tôi thì cũ rồi. My parents car. Yeah. Car nhiều cars. Nhiều hả em? The old. Cảm ơn em. Hết. Rồi, cho chị hỏi cái này, chị viết đúng không? Có phần phải thêm S ngay đây nữa không hay rồi? Không. Đúng rồi, giỏi. Ổn rồi em ơi. Ok. Vậy nếu ví dụ cái này chị không có S có được không? Chị đổi thành Y. Có được không hay rồi? Được. Đúng không? Ok, ổn luôn em ơi. Dạ rồi, mình đi tiếp nha. Chị nhớ có một bài mình sẽ học rất là kỹ phần đó. Nhưng mà giờ Trinh thấy cái Trinh hỏi đi nha. Ôm cho em. Rồi qua bên đây. Extension. How old are you? Ok, chị nhớ bài này. Yo. Mình sẽ học về ba con. Robot. Right. Mình nghe lượt 1 xong rồi Hera cứ để ý những chỗ này em không tự tin ha. Lượt 2 tới lượt mình lên. Yo. Read the article. Do you like housework? Housework? Don't like household chores? These robots help. How often do you clean your house? Once a week? Twice a month? Never? Well, these two robots clean the house for you. The iRobot Roomba turns right or left and vacuums while you watch TV or exercise. Take a nap, and the house is clean when you get up. And if you want to wash the floor, the iRobot Scuba washes the floor for you. The Scuba moves around corners and washes the floor while you listen to music or check your email. Now that's help with household chores. And who is this? Meet Osimo, a robot from the Honda Motor Company. Osimo doesn't clean the house. It doesn't wash dishes or take out the garbage. But Osimo walks, climbs stairs, carries things, and pushes things. Thanks. Osimo talks, answers questions, and follows directions. Ask, what's your name? And Osimo says, I'm Osimo. Say, turn left or turn right, and Osimo turns. Osimo also greets people. Some people think Osimo is very cute. Nhiều cái chất liệu trong đây quá hay ra ha. Mình đi cái đoạn đầu tiên hai con tròn đi em. Chỉnh sửa cho. Don't like household chores. These robots have. How often do you clean your house? Once a week, twice a month, never. Well, these two robots clean the house for you. The iRobot robot turns right or left and vacuums while you watch TV or exercise. Take a nap. And the house is clean when you get up. And if you want to wash the floor, the iRobot Scuba washes the floor for you. The Scuba moves around the corners and washes the floor while you listen to music or check your mail. Now, that's help you household chores. Rồi, dừng hay ra. Đi với chị hay một vài chữ thôi. Turns right. Yeah. Turns right. Vacuum. Right. Yeah. Vacuum. Cái chữ này nó có chữ le đúng không em? Em đọc là o. While.
While. Chữ này là while. Take a nap. Take a nap. Được luôn em. Cái chữ con này là scuba. Em hay nói có chữ cờ. Scuba. Theo Trinh thấy là đoạn này rất em hiểu. Mình xuống luôn cái con Asimo hay mình đọc lượt một, xong rồi mình dịch từ trên xuống. Ok, mời em. And who is this? Meet Asimo, robot from Honda Motor Company. Asimo doesn't clean the house. It doesn't wash dishes or take out the garbage. But Asimo was claims stairs, carries things and push things. Yeah. Asimo talks and shows answers the questions and follows directions. Ừ. Nhiều chữ S quá. Thiệt luôn á, chị thấy nó một nùi luôn á, hồi mình xuống mệt. Ask what's your name, and Asimo say I'm Asimo. Say the left or the right, and Asimo does. Asimo also greets people. Some people think Asimo is very cute. Chị đã nghe ra một cái âm này nè Hera. Cái chữ tờ của em, Hera cố gắng đọc nhẹ hơn dùm Chinh chứ em đọc là turn. Đúng rồi, Cái mấy cái chữ S từ từ nha em. Mình đi mấy cái âm bình thường chứ nha Hera. Clamp stairs. Clamps. Rồi. Carries. Gì đó Hera? Carries. Yeah. Carries. And pushes. Pushes. Rồi, bây giờ mình quay lại chút xíu, chị nói với em. Trong cái kỹ năng đọc á, nói chung là Hera học với các thầy cô khác thì chị không biết, nhưng mà theo với chị nói với em một cái này. Cái thằng S hay là Z á, nó sẽ không quan trọng bằng các em đọc là it. Tại vì bây giờ Hera có đọc là S hay Z, chị cũng không nghe ra, rất là khó. Nhưng em quên đọc push it là chị sẽ nghe liền. Vậy thì đầu tiên mình sẽ chăm chút cho những thằng it của em trước. Còn thằng Z với thằng S chừng nào em sửa cũng được. Ví dụ chị nghe chị đọc nè. Thằng này sẽ là S nè Hera. Từ từ để chị xóa hết. Ừ. Những chữ nào mà nó căng thẳng á, em sẽ đọc là S. Thằng này. Một. Hết rồi đó. Talk nè. Talks. Rồi hết. Tất cả những thằng gọi là Z. So walks. Climb stairs, carry things and pushes. Chị sẽ nhấn thằng này. Rồi mấy cái cứ đọc bình thường thôi. Carry things. Okay. And pushes things. Yeah. Vậy em ha. Thứ nhất là cái giọng của em sẽ tự nhiên. Em sẽ không phải dừng lại để mà xịt mà giờ. Kệ nó. Vậy. Thời mới muốn trầm cảm. Luôn á. Chị nhìn vô chị trầm cảm thì sợ. Trời nhiều. Ok. Đọc tốt Hera. Nhớ chữ turn giùm chị ha. Turn. Em nhìn từ trên xuống nhà có cái gì mà mình cần nói thêm không? Tại chị thấy nó nhiều nhưng nó không khó. Đúng rồi, em đọc hiểu hết chứ em cũng đọc qua rồi thấy cũng hiểu hết. Ừ. Vậy mình xuống luôn nha, mình sẽ làm cái bài đọc hiểu. Rồi, chết cha nó bị nhiều quá nè. Cái con Roomba em sẽ chọn cái nào? Which one? Con Roomba, Roomba, vacuum. Nó vacuum phải không em? Đúng rồi. Còn con kia sẽ rửa. Rồi, chị nhớ rồi. The scooper. Scooper carries things. Em có chắc không? Con đó nó xách được đồ luôn hả Hera? Đúng rồi. Trong comment. Con đó làm sao em? Move around the corner and watch the floor. Đúng rồi. Shit, Hera. The scooper washes. Washes the floor. Quên nhầm con Asimo. Rồi, con hai con này thì em thấy nó làm sao? Câu 3 là không có câu nào đúng. Từ từ, chị nói à, em. Turn. Yeah. Hai đứa nói đều rẻ được hết. Turn. Asimo thì sao em? Asimo Greece people. Tốt, yeah. Ý cái con Asimo nó mắc hay ra mà nó chẳng giúp mình, nó chỉ đi qua đi lại. Ok, number 5. Asimo doesn't clean things. Ok, nice. Asimo also take out clean stair. Clean Clamp, Hera. Clamp stair. Clamp.
Hãy đi với chị, cái đó nó cũng hơi đặc biệt tại nó có ảnh hưởng đến cái in của em á. Em nhìn thằng này nha, nó sẽ bị mất chữ bờ rồi hay ra. Climb. 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 Vậy thì climb. Á, những cái người mà họ leo núi hay ra em sẽ nói là climbing nha hay ra, climbing mountain. Climbing mountain. Yeah. Okay. Rồi. Number 7. Number 7, answer questions. Okay. 8. Pushing. Con nào đẩy? Ashimo. Ashimo pushes things. Yeah. Rồi, Hera, which robots do you like? I like Scuba. Okay. Do you like Roomba? Em có thích con Roomba không? Do you like Roomba? Yeah. So both of them. Ủa, so why don't you like Asimo? Because it's maybe expensive and không sử dụng với cuộc sống. He is not very helpful. Tính từ tốt nè em. Yeah. Giống như kiểu ấy, chị em có thể phủ định hoàn toàn nó. He isn't helpful. Nhưng mà em nói nó cũng có ích đấy chinh, nó cũng giúp mình carry, nhưng mà nó không có lắm, không có hữu ích lắm. Rồi. Okay. Gì nữa không ta? Do you want? Ok, được rồi em ơi, đi luôn. Rồi, cái bài extension này chúng ta có một cái anh Jax. Typical day là gì bé ơi? Jax, typical day. Ngày bình thường. Ngày điển hình của ổng ha. Rồi, em hãy nhìn ở đây. Hera ơi, what does he do at 7:45 a.m. every morning? He wake up at 7 a.m. Không, không, không. Chị hỏi là what does he do at 7:45 a.m. Seven. He is breakfast. Yes. Okay. And then em đang thắc mắc khúc nào vậy ra? Không cần cái the. Hồi nãy chị nghe bé nhưng mà chị tưởng là em suy nghĩ. Không nha em ra. Không nha em ra. Cái cục của nó đi chung luôn. Have breakfast hoặc là eat breakfast. Have breakfast. Ok. Rồi, mình đi tiếp ha bé ha. So, what happens at 8:30 a.m? He go to work. He goes to work. He goes. Khoan, hay là đi chị cái đó luôn đi. Chị tại vì thường chị đọc là girls nhưng mà chị không biết là người ta còn cách nào khác hay không để làm cho nó dễ hơn. Ok, có girls em ha. Goes. Goes. Ok, ổn. Yeah. Rồi. Take shower. Right. In the evening, what does he do at 6:30 p.m? 6:30, he does exercise. Sure. Một chữ bằng với does exercise là gì Hera? Bằng. Em học chữ này chưa? Workout. Workout. Yeah, yeah. Hera ơi, how many hours do you spend on working out? I don't. Ai giống nhèo gì? Em cứ sai. Yeah, yeah. Nhưng mà kiểu mình vẫn năng động hay mình không có mệt. Yeah. Em có thể giúp Trinh nói một câu vậy được không? Em nói ở chỗ làm á Trinh, em cũng phải vận động nhiều. In my at my workplace. Yeah. I have to move. Move around em ha, đi vòng vòng nè. Vận động em cũng có thể nói là to exercise cũng được, kiểu như mình phải bưng bê đồ đó. Yeah, yeah. Cho chị hỏi thêm một cái nha. Is your health good? Any problems with your health, Hera?
Yes, my health is good. Yes, it's good. It's good. Yeah, happy to hear that. Do you think that you don't have enough time to sleep? Yeah, I think I don't have enough time. Yeah, yeah. Or, nếu vậy, Hera, do you feel tired after work? Right now, do you feel tired right now? No, I'm just feeling tired at in the morning. Oh, vậy là you are an evening person. Okay, chị đã xác định được rồi. Okay, dạ rồi. Alright, anh này đi ngủ sớm vậy Hera. Right, Hera. So, do you like Jack's lifestyle? Do you like his lifestyle? Em thấy cái cách sống này em thích. Yes, I like this lifestyle. But why do you need to stay up really late? Em thấy tại sao em phải thức khuya vậy Hera? Why? Because I have to work really lately. Yeah. Late. Really late đúng không em? Cái lately Hera nó chính là trạng từ luôn. Em khỏi cần lately. Yeah. Cái lately với Hera nó là dạo gần đây. Nó sẽ khác hoàn toàn với cái chữ trễ của em luôn. Có một cái đợt chị không biết đó ra, chị dùng sai. Chị nói với lại giáo viên là gần đây á, là kiểu học viên của mình bị nhiều lên nhờ mọi người tăng ca, mà chị dùng là recently. Cái họ dùng lately. Cái chị bị lầm tưởng về cái trễ, cho nên chị nhớ cái từ này. Nó không có dính dáng gì với cái lay của em hết. Ok. Vậy chứ nếu em nói là cái model, cái mẫu mới nhất, thì em sẽ dùng chữ gì? Mẫu gần đây nhất. Mẫu gần đây á. Latest models. Đúng. Latest model. The latest model. Những mẫu gần đây nhất của chúng tôi. Ok. Rồi. Nghỉ 1-2 phút cái mình đi tiếp em ha. Bé Ngọc Anh. Ok. Rồi. Move. Qua luôn. Vậy bắt đầu mình qua review. Chị sẽ chọn random cho Hera là. Chờ chị nha. Right. We have a listening comprehension. Nghe sương sương một bài em ha. Yeah. Hy vọng là bài này ổn. Okay. Listen to the conversations. Check each statement. T, true or F, false. T, true. Conversation 1. Your name, please? Jennifer Anderson. Good morning, Ms. Anderson. Your occupation? I'm a teacher. Conversation 2. So tell me about your father. What does he do? My father? Oh, he's a doctor. Conversation 3. Who's that? Is she your sister? Yes, that's my sister Nancy. Is she an artist? Yes, she is. Conversation 4. Is your brother a student? Actually, he's a teacher now. Really? Conversation 5. So tell me about your grandparents. Well, my grandfather's an artist, and my grandmother is too. Conversation 6. Who's that in the photo? That's my neighbor. She's very pretty. Yes, she is. Yeah. Two phone thì dễ vậy em ha, Hera. Can you help me? Yes. Một là phố, hai là chú, ba là phố. 4 là four, 5 là choose, 6 là choose. Thank you, nice. Tốc độ nghe tốt em ạ. Yeah. Right. Part 2, pair work. The places on the map. Cái hình đầu tiên Hera xin hỏi chị mình đứng đây ha. We are standing here. So, where is the bank? Em sẽ chỉ sao để mình đi được tới cái bank. Where is the bank? Bank is next to
down on the street and next to the school. Next to cũng ổn mềm ha. Nếu Hera nói đối diện cái school, em sẽ dùng chữ gì? Across the school. Đúng, across the school. Across the school. Opposite the school. Opposite the school. Rồi, the next picture. Where is the bank? The bank is between the bookstore and restaurant. Thank you. The next one is where? Hồi, cái đó dễ lắm. The restaurant here. Where is it? Down on the street and restaurant is opposite the newsstand. The newsstand. Or across the newsstand. Em định nói gì hay ra? Across. Cũng được, cũng được. Để chị nói với em cái này. Nếu như Hera không có đờ á, có nghĩa là mình thiếu. Tại vì hai cái đó em đã cố định cái vị trí của nó để em so sánh với nhau. Cho nên nó sẽ là opposite the. Ví dụ the newsstand. Opposite the newsstand. Opposite yeah. The newsstand. Okay. Rồi. Part 3. Mình ôn về giới từ preposition. Mời mấy ra. The movie is... On Friday at 8. Yeah. Meeting is on June 6th in the morning. Yes, true. The party is on Saturday at midnight. Yep. The dinner is in April. The dinner is at 8 p.m. on Friday. Ôi hay quá, excellent. Cái this, that, this, though, mình khỏi đi nha. Chị nghĩ em làm được. Lên nha em. Rồi. Vậy chị mình sẽ chọn câu đúng. À, chị xin hỏi cho Hera trả lời nha. Hera, does he have grandchildren? Grandchildren? A or B? Yes, he does. Yeah. Yes, he does. Where's the pharmacy? It's around the corner. Are we late? Yes, it's 10. Đúng. Yes, it's 10. Okay. It's 10. Yeah. When is the dance? On Saturday. When, đúng không? Chính xác. Do you like the suit? Yes, I do. How do you go to work? I walk. I walk. Chính xác. Hết em he. Cái này không cần đâu. Cái này cũng dễ hơn. Bữa chị thấy em ra làm bài này rồi. Không cần luôn. Đi lên đây. Move. Nhiều hay em hà. Mình sẽ lựa những cái mà mình dễ đi thôi. Để chị kiếm cái này. Đặt câu hỏi cho những câu trả lời. Hay ra hỏi đi chị trả lời cho em. Em sẽ phải hỏi is câu gì? Yeah. Is a student? Ý, nhưng mà no, she is a student, Hera. Vậy thì em phải đổi cái khác đúng không? Yeah. Is she a teacher? No, she's a student. What do you do? I'm an architect. Where is the bank? The bank is across the street. What time is it? It's 9:45. Address the Hera. Địa chỉ là gì? What address is? What is the address? Giỏi. Yeah. It's 34 Bank Street. Newsstand. What is the new? Where is the newsstand? Yeah. The newsstand is around the corner. What is your birthday? Why phải what không Hera? When is your birthday? Yeah. My birthday in February. Who are they? Cool. They're my sisters. Oh yeah. Right. Nhìn hả tiếp nha. Does Jack have a large family, Hera?
Yes, he does. Does her father shave every morning? Yes, he is. Có phải he is không, Hera? No, he does. No, he doesn't. Yeah. Is Miss Wang his English teacher? Yeah. Hơi bị cắn cắn hả? Cắn đó. Yeah. Is Miss... yes. She is. Yes, cool. He is. Does she like red shoes? Yes, she doesn't. No, she doesn't. Chết là nhỏ nó buồn ngủ no, quá. No, she doesn't. Okay. Does he need a new tie? Yes, he does. Does she always clean the house on Sunday? Yes, she does. Yeah, đúng hết, Hera ơi. Correct the correct verb. Circle the correct verb, kìa em. We are friends. Yeah. They have two children who have a blue suit. Cho chị hỏi nha, bé sẽ chọn cái này hay cái này? Have. Cái này, Hera. Phải chia ngôi thứ ba số ít. Đó là quy tắc của nó. Who has? Đúng không? Who has? Ừ. À, đúng rồi. Nhớ hàng. Phải có do thì mới. Đúng rồi. Nếu em xài luôn cái động từ đó em phải đổi nó liền. Rồi. Yeah. Does he want? Đúng rồi. Jesus. Okay. Why do they need new shoes? Đúng rồi. Are we on time? Ổn áp luôn. Okay. Xíu nữa là mình xong em ha. Qua bên đây. Trời, nhiều dữ. từ từ. Ủa sao không cho động từ? Mình có thể đoán được đó hay là vô luôn em. I usually. I usually watch TV. Yeah. In evening, my brother listen to music. Mm-mm. Listen. Có S không? Listen có tên S. Có listen. Em. Nè, chị nghe cho em coi. Đọc là Z em ha. Listen. Một thằng hiền đó em. We sometimes clean the house and do the laundry in the morning. Oh, nhiều hơn nha, Hera, the laundry. Yeah. The laundry. Laundry. Từ từ, yeah. After dinner, I always watch the dishes and my wife takes out the garbage. Chờ chị nha, chờ chị hỏi em cái này. Text ở đây em sẽ đọc là cái gì, Hera? Take. Em thấy chữ Thúy Kiều ở đó không? Đọc là sờ, đúng rồi. Text out the garbage. My neighbors never go shopping on weekdays. Yeah. My sister always goes to bed before 10 p.m. but I usually check email at 10 p.m. Yeah. My grandfather always takes a nap in the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Yeah. Cái nào mà chỉnh sửa cái em nói em chưa biết cái đó thì em nói chị nha. Còn em biết rồi thì thôi mình đi luôn. Yeah. You do. Không cần cái này đâu em. Mình đã nói quá nhiều. Mình in dance rồi hết. Ok, còn một chút xíu thời gian để chị coi. Mình làm quen với từ vựng của cái này luôn hay ra. Bữa sau chị mình sẽ ôn lại lần 2 ha. Là em sẽ được ôn 2 lần. Rồi. Mình sẽ lấn lướt qua bài này chút xíu. Hay là đọc dùm chị cái phần communication goals. Thank you. Describe the neighborhood. Ask about someone's home. Yeah. Talk about furniture and appliances. Okay. Appliances. Neighborhood là gì, Hera? Hàng xóm.
neighborhood, những không phải hàng xóm mà cái vùng cái hood đó Hera, cái hood là khu tôi sống đó Hera. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Furniture. Furniture. Furniture là cái đồ nội thất, bàn ghế, tủ giường em ha. Còn appliance là những cái đồ dụng cụ trong nhà. Thí dụ em nói tủ lạnh. Nói chung là những cái đồ chờ 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 chị. Cái đó là dụng cụ nhưng mà chị không biết để phân biệt nó ra là sao. Appliance có thể nó bự hơn em ha. Furniture. Đây, chị gõ vô. Các em sẽ thấy đồ nó bự 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 bự. Đồ nội thất. Appliance. Đây đây. Nè. Thì ra thấy là biết liền. Tủ lạnh, máy giặt, những cái dụng, những cái đồ dùng thì gọi là appliances. Rồi mình vô mình làm quen với thằng này trước em ha, làm quen rồi đọc rồi ngủ. Ấy chết chết bấm lộn rồi. Ok. Yeah, read and listen. Readings. One, a house. Two, an apartment building. Three, an office building. Four, a garden. Five. A garage. Garage. Six. A stairway. Seven. An apartment. Eight. A balcony. Mm-mm. Nine. An elevator. Ten. An office. 11. The third floor. 12. The second floor. 13. The first floor. Now listen again and repeat. A house. An apartment building. An office building. A house. A garden. A garage. A garage. A stairway. Apartment. An apartment. Không sao. A balcony. Balcony? A balcony. A balcony. A balcony. Okay. A balcony. An elevator. An elevator. 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 Yeah. An office. The third floor. Mm-mm. The second floor. The first floor. Rồi, đọc với Trinh ba chữ. An office building. An office building. A garage. A garage. A balcony. A balcony. Yeah. Hồi đó chị luôn đọc là garage và nó vẫn đúng nha em. Cái chữ garage đó nó có một cách đọc là garage. Chờ chị. Garage. Đây, nó đây. Nhưng mà cái loa của mình đó, nó không đọc, nó đọc là garage nhiều hơn. Garage. A garage. Garage. A garage. 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 Đúng. Garage. Nó luôn đè một chữ để thằng kia nó được nhảy lên. Garage. Rồi. Đây, thêm cái chữ là thang nữa em ha. Mình có thể đọc là Ely hoặc là Elle đem đè nó. Chờ chị. Elevator. Rồi. Đây, đây là Ely hoặc là Elle. Elevator. 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 Dạ, cái này thì nó sẽ dễ hơn là Ely. Tùy em thôi, em có thể chọn. Dễ hết. Rồi, mình bàn nhau chút xíu nha Hera. Cái sự khác nhau giữa apartment với office theo em nó là gì? Apartment là cái kiểu khu chung cư. Office là chỗ để làm việc, để mua sắm các kiểu. Đúng rồi, tòa nhà văn phòng em ha. Dạ hết. Ok, chị mình sẽ đứng đây. Chị mình còn một buổi nữa, bữa sau Trinh sẽ ôn cái này cho em rồi mình đi cái bài 8. Là mình hết ha. Ok, cảm ơn bé đẹp. Chụt chụt, good night. À, coi bạn đúng chưa cái xong rồi à, em cứ làm đi chụp qua chỉnh sửa cho. Thank you bé đẹp.